Chào mừng bạn đến với video tiếp theo của Trường Đời. Đây là kênh chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, tư duy và kỹ năng giúp bạn phát triển bản thân, phát triển kinh doanh. Đặc biệt là những bí mật, bí quyết trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống được chúng tôi đúc kết và sưu tầm từ nhiều cao nhân cho đến những trải nghiệm của bản thân và ngộ ra trong cuộc đời. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận được ít nhiều giá trị và giúp bạn tăng trưởng hơn từ mỗi video của Trường Đời. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào nội dung chính nào. Thắng do năng lực, thua do thành thực, nếu không mau thay đổi, suốt đời chẳng ngóc đầu lên nổi. Tại sao người thành thực lại hay dễ bị bắt nạt? Nói đến cùng đều do chính chúng ta cho đối phương cơ hội đó. Thực ra, người trung thực cũng có nhược điểm rất rõ ràng, chỉ có điều rất ít người nhận ra để cải thiện và sửa chữa nó. Điều thường thấy nhất chính là bị người khác lợi dụng, nhưng lại không dám từ chối, khiến bản thân càng sống càng mệt mỏi. Dưới đây là 5 nhược điểm lớn nhất của người thành thực, cũng là 5 nguyên nhân tác động khiến bạn khó vươn tới thành công nhất. Nếu ai đang mắc phải, hãy mau mau thay đổi. 1. Thiếu quyết đoán, da mặt mỏng, ngại từ chối. Lời khuyên: đừng cố hy sinh lợi ích của bản thân để đổi lấy tình yêu hay tình bạn, bởi vì dù bạn có đạt được, thứ tình cảm đó cũng không còn thuần khiết nữa, mà nó được thành lập trên cơ sở vụ lợi, còn đối phương chính là người được hưởng lợi. Lúc mới bắt đầu, có thể bởi vì sự hy sinh của bạn mà mối quan hệ giữa cả hai sẽ trở nên thân thiết hơn. Nhưng đến một ngày nào đó, khi bạn không đủ khả năng để hoàn thành ý muốn của đối phương, hoặc giả bạn không còn giá trị lợi dụng nữa, tình cảm giữa bạn và họ liệu có còn thân thiết như trước nữa hay không? Nếu nó là những việc khiến bạn thấy không thoải mái, cách tốt nhất là từ chối ngay từ lần đầu tiên, để mọi người đều quen với nó. Bạn cần phải nhìn nhận rõ một vấn đề, đó là những người làm khó bạn, khiến bạn thấy khó xử, đều không phải người tốt lành gì. 2. Dễ tin người, không giỏi giả vờ như người khác. Lời khuyên: trong xã hội này có vô số người, muốn phán đoán một người là tốt hay xấu, không chỉ dựa trên một hai lời nói hoa mỹ là có thể biết được. Nếu bạn dễ dàng tiết lộ những điều bí mật của mình cho người khác biết hoặc ai hỏi gì cũng dễ tính mà thật thà trả lời hết, như vậy sẽ rất dễ bị người khác lợi dụng. Một nguyên nhân khác nữa chính là, nếu bạn gặp chuyện gì cũng nghĩ đến việc ỷ lại và chọn lựa tin tưởng người khác, rồi sẽ có một ngày bạn gặp sự cố bất ngờ nhưng bên cạnh không có ai, chỉ phải dựa vào chính mình, vừa hoang mang vừa tuyệt vọng cố tìm cách tự vượt qua. 3. Tốt bụng quá giới hạn, dễ mềm lòng, không nguyên tắc. Người dễ mềm lòng có chỗ đáng yêu cũng có chỗ đáng trách. Bởi vì người khác hại họ ác thế nào đi nữa, chỉ cần vài lời xin lỗi, vài giọt nước mắt, vài câu năn nỉ, họ liền rộng lượng cho qua như không có gì. Mà khi họ vô tình khiến người khác không vui, lại cảm thấy có lỗi, áy náy cả một thời gian dài. Lời khuyên: lương thiện không sai, nhưng lương thiện không nguyên tắc là đang giúp đỡ cho cái ác lên ngôi. Một số người sẽ coi sự tha thứ của bạn như một lợi thế để mặc cả, họ sẽ lợi dụng nó để làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác. Đối với những người được tha thứ nhiều lần nhưng vẫn không biết ăn năn hối cải, chúng ta nên kiên quyết từ chối, không được chần chừ hay do dự, tránh xa họ càng xa càng tốt. 4. Nhát gan, không tranh không giành, sống lặng lẽ. Người xưa thường có câu là vàng sẽ luôn tự tỏa sáng, nhưng ở đời có mấy ai nhìn thấu đáo được tiềm năng của một hòn đá bên trong chứa vàng. Người thành thực có một nhược điểm rất đáng ghét và thiệt mình, chính là hay sợ này sợ kia, quá để tâm đến cảm xúc của người khác nên không dám tranh giành. Bạn mong chờ cấp trên đề bạt mình, nhưng nếu khả năng làm việc của bạn không đủ nổi bật, bản thân cũng luôn âm thầm lặng lẽ như cái bóng làm nền cho người khác, không dám nêu ý tưởng của mình, không có đề xuất nào tốt cho công ty. Vậy sẽ có lãnh đạo nào hiểu bạn và dám cho bạn thăng tiến chứ? 5. Không tự tin. Nguyên nhân của việc không tự tin thường là do bạn biết quá ít, thiếu kiến thức nên không dám nói nhiều. Ngoài ra, cũng có thể là do bạn thiếu niềm tin vào bản thân, sống quá nội tâm, nên hành động có phần rụt rè, rào trước đón sau, không dám dứt khoát nói thẳng ý kiến của mình. Chuyện này chỉ khiến công việc của bạn ngày càng tệ hại, dễ đi vào ngõ cụt. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy nắm chặt thời gian mà nhanh bổ sung năng lượng cho bản thân. Khi bạn trở nên mạnh mẽ hơn về cả phương diện vật chất và tinh thần, sự tự tin nhất định sẽ đến và cơ hội cũng bắt đầu tìm đến bạn. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video bổ ích xin đừng quên cho xin một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Hãy lan tỏa những thông tin giá trị này đến với nhiều người hơn bằng cách nhấn vào chia sẻ video đến những người mà bạn yêu quý nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.